Những ngày qua, một số hộ dân sống trên đường Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, khu vực cách sân bay Tân Sơn nhất khoảng 1 km, sống trong cảnh bất an vì thường xuyên bị bi sắt bắn vào nhà hư hỏng tài sản. Theo các hộ dân bị bi sắt bắn vào nhà hư hỏng tài sản, họ đã gom được khoảng 100 viên bi. Bà T, ngụ đường Lam Sơn cho biết, những viên bi này bay tới bất thường, có khi buổi sáng, buổi trưa hoặc chưa kéo dài đến chiều tối. Mỗi khi nghe tiếng bi sắt rào rào là tôi phải vào nhà vì sợ chúng. Cách nhà bà T vài căn gia đình ông Sơn cũng bị bi sắt bay trúng máy nước nóng năng lượng mặt trời và cửa kính gây hư hỏng. Ông Sơn phải gọi thợ sửa hết hơn 20 triệu đồng. Còn bà Vi 35 tuổi, ngụ hẻm 48 Lam Sơn cũng bị bi sắt bắn mẻ cửa kính. Liên quan sự việc trên, đại diện Ủy ban nhân dân phường 2 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an cung cấp xác minh, điều tra vụ một số nhà dân trên đường Lam Sơn bị trúng bi sắt hư hỏng tài sản ô tô. Theo Ủy ban nhân dân phường 2, Ban đầu có 3 trường hợp nhà dân bị bi sắt bắn trúng, hư hỏng tài sản gây thiệt hại. Trong đó, một ô tô đậu trước quán cà phê trên đường Lam Sơn cũng bị trúng bi sắt, vỡ kính. Một nhà bị bi trúng làm vỡ đường ống máy nước nóng, cửa kính của một nhà dân bị thủng do trúng vật này. Hiện lực lượng chức năng chưa xác định được những viên bi sắt này hướng từ đâu bay tới. Vụ việc đang được xác minh làm rõ.